phải nói thật với anh em là cuộc đời tôi chưa bao giờ được ăn quả nộm sứa nó vừa ngon nó vừa lạ như thế em ạ. Mặc dù nó hộp bé bé thôi nhưng ăn mắc binh lắm. Đây là xoài em ạ, đây là xoài trộn lên nha, xem có gì nha. Rau mùi tàu này, ớt này, dứa này, hứa này, hành này, và cái đặc biệt của nó là có cà pháo quấn rau cải ăn mắc binh lắm ấy. Ai, rau cải mướt mượt mượt thử nhá. Cái món này hợp sinh tố lúa mạch nhưng mà thôi thì uống trứng ếch nhá. Xoài này, cà pháo này, rau thơm và sứa. Tôi lười quấn quá, cứ đùm đùm như thế ăn thôi nha. Anh em mà không ăn thử thì cũng không tin là có quán nộm chân sứa nó ngon như tôi nói đâu. Ăn vào nhá, ngon. Cái cải xanh ăn sống này nó hơi đắng đắng, xong nó hơi ngọt ngọt. Xoài nó sật sật, xong rồi cái cà pháo này nó mổ bôm bốp, xong rồi nó lại sần sật cái chân sứa này. Xong rồi lại thơm thơm, rau thơm, nó đặt vị nó khó tả vai trưởng luôn. Nó một giải vị ấy anh em ạ. Địa chỉ ở đây anh em nhá, anh em có cơ hội đến thử. Menu không đa dạng lắm nhưng mà nói chung là món nào cũng ngon. Và cái món này là món đặc biệt nhất, ăn nhất định phải gọi. Nếu mà anh em ở Ba Đình ấy, tiện thì ra ăn. Cái cà đấy cũng hay nhá, ăn giòn cực kỳ. Anh em thử thẩm món này xem, sau nếu mà có quán nào có nộm chân sứa ngon hơn chỉ giúp tôi với nhá. Tôi thì không tin là có quán nào nó ngon hơn đâu.